Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 62. Hư Công Viên Tịch. Khi nhận được điện tín từ Chân Như Thiền Tử, núi Vân Cư, tỉnh Giang Tây, Ngài xúc động thương cho chúng sanh ở thế giới Sa Bà bị vắng mất một gương Bồ Tát cứu thế. Bức điện báo đề rằng Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân an tường viên tịch vào lúc 1 giờ 45 trưa ngày 12 tháng 9 năm 1959 tại Chân Như Thiền Tự núi Vân Cư. Lời di chúc tối hậu của Lão Hòa Thượng: cần tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, vì pháp quên mình, hổ tương kính ái, đã khiến bao người thương tâm. Lúc Hòa Thượng Hư Vân nhập Niết Bàn, Ngài tổ chức 21 ngày Phật thất và 120 ngày Đại Niết Bàn thất tụng Đại Bát Nhã Kinh. Các ủy viên hội truy niệm đã gửi thơ, điện tín thông báo cho các đoàn thể Phật giáo khắp thế giới. Nhật báo Phát Triển ở Hương Cảng cũng đăng tin kêu gọi chúng cư sĩ, đệ tử Lão Hòa Thượng tham gia khóa tụng 600 biến Kinh Đại Bát Nhã. Mồng 4 tháng 10, Ngài phái hai đệ tử đến núi Vân Cư, cung thỉnh Xá Lợi Hư Công về chùa phụng thờ. Chiều ngày 18, họ thỉnh về hơn 10 viên xá lợi rắn chắc 5 màu sáng trong. Xá lợi tức là linh cốt sau khi hỏa táng, cũng chính là kết tụ tinh khí trong thân của các bậc tu đạo hạnh. Sư phụ đã tán dương xá lợi Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân qua bài thơ sau: ngũ sắc tần phân kiên cố tử, vạn đức đoán luyện mãn nguyệt viên, tinh oánh giới châu quang trước trước, xà cừ định bảo sắc tiên tiên, lưu ly huệ đăng chiếu pháp giới, Bát Nhã trí quả hóa tam thiên, liên tử đại thiểu khiết như ngọc, giới luật công đức chúng trang nghiêm. Tạm dịch: xá lợi rắn chắc chiếu 5 màu, vạn đức luyện tu như mặt nguyệt, giới châu trong lấp lánh sáng ngời, định xà cừ bảo quý đẹp tươi, huệ lưu ly chiếu khắp pháp giới, trí Bát Nhã biến hóa tam thiên, hạt lớn bé thanh thiết như ngọc, trang nghiêm công đức giới luật chuyên, đệ tử pháp truyền tuyên hóa cẩn tác. Kinh Kim Quang Minh Phẩm Xá Thân nói: xá lợi là do sự phân tu giới định huệ mà thành, không phải dễ dàng mà có được xá lợi. Thế nên chúng ta lễ bái cúng dường xá lợi cũng như là cung kính cúng dường tam bảo vậy. Từ đây, nhân thiền mất đi vị lãnh đạo chúng sanh thoát ly ba cõi, chỉ còn nương theo pháp nhất ngôn nhất hành của Lão Hòa Thượng như kệ cuối cùng của Ngài: hà tuất nghĩ mạng bất đầu thủy, ngô úy thủy tộc thân trịch giang, kỳ chư thọ ngã thân nguyện cúng, đồng chứng bồ đề độ chúng sanh, thỉnh các pháp lữ bất tác ưu lự, sanh tử tuần nghiệp như tàm phược kiển, tham mê bất khưu lao gian ưu hỷ, dục trừ thử hoạn nỗ lực tu luyện, diệu khế vô sanh minh thông tánh địa, đoạn ái tấn tình thoát luân hồi hiểm, tham tịnh tam học kiền trì tứ niệm, thệ nguyện viên thành sắc huyển lộ điện, chứng ngộ chân không vạn pháp nhất thể, ly hợp bi hoang tùy duyên phao nước. Tạm dịch: nghĩ tôm mạng nhỏ không lìa nước, tôi thương thủy tộc nguyện xuống sông, mong sao thọ lãnh thân tôi cúng, đồng chứng bồ đề độ chúng sanh. Xin các bạn lữ chớ có ưu lo, sinh tử tuần hoàn như tầm văn tơ, tham mê không ngừng buồn vui tù tội, muốn trừ khoản đó tu luyện cố công, hợp khế vô sanh tánh tự suốt thông, dứt lòng thương oán thoát hiểm luân hồi, quán tam tịnh học tứ niệm xứ nương, thệ nguyện phiên thành thân như sườn chớp, chứng ngộ chân không vạn pháp nhất đồng, tan hợp bi hoang tùy duyên bọt nước,
Sau khi hỏa hóa thân tôi, xin chư vị hãy lấy tro cốt của tôi tán nhuyễn, trộn với dầu, đường, bột, vân vân, nắn thành viên nhỏ rồi đổ xuống sông, bố thí cho loài thủy tộc. Xin chư vị giúp tôi mãn nguyện, thật đa tạ vô cùng. Người trả nợ, Hư Vân đảnh lễ. Ha ha ha, 问什么的说